Từ 0 giờ ngày 1 tháng 12, mức thu phí sử dụng đường bộ tại hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 để hoàn vốn cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được điều chỉnh. Theo thông tư của Bộ Tài chính, mức thu phí đường bộ quốc lộ 5 tại hai trạm sẽ được điều chỉnh theo hai giai đoạn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016, mức phí một lượt cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 30.000 đồng, mức cao nhất với xe trên 18 tấn là 160.000 đồng. Từ sau ngày 31 tháng 3 năm 2016, mức tăng phí lên tương ứng 45.000 đồng và 200.000 đồng. Nhưng việc tăng mức giá thu phí này lại không được người dân, đặc biệt là các tài xế đồng tình ủng hộ. 2,5 lần là chắc là thu phí như thế thì theo mình nghĩ là cũng chưa hợp lý. Bởi vì tăng giá đột ngột như thế nó sẽ gây nên là mình chạy taxi này thì có thể là cái giá cước thì sẽ tính vào chỗ khách. Nhưng mà nói chung là nếu mà tính phí cao như vậy thì mình nghĩ nó không hợp lý, bởi vì nó không phải là đường cao tốc. Mình có thể đi một cái đoạn ngắn qua đấy thôi, nhưng mà cái chi phí đang rất là lớn. Quốc lộ 5 là một tuyến đường quan trọng nối Hà Nội với Hải Phòng. Theo ước tính, mỗi ngày có khoảng hơn 11.000 lượt xe to nhỏ chạy qua đây. Chính vì vậy, dù đã được ưu tiên đầu tư để nâng cấp nhiều lần, nhưng con đường vẫn bị xuống cấp. Theo một lãnh đạo VDP, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, mức thu phí hiện nay trên quốc lộ 5 chưa thay đổi qua 10 năm, nên việc điều chỉnh phí là phù hợp với lộ trình. Ngoài ra, đây là giải pháp nhằm tăng thêm nguồn thu và đảm phương án tài chính cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nên thiết nghĩ việc tăng giá vé này cũng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, làm sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tế hiện nay.